gặp vua bonsai ngược của Việt Nam. À, hiện nay tại cái khu vườn này á, thì chú có khoảng trên 100 cây. Bonsai ngược này đó, ở tỉnh Quảng Nam á, thì ảnh là số 1 rồi. Chú lập ra hẳn một cái lý luận về bonsai ngược luôn các bạn. Và chú phát triển cái trường phái này là giống như trong phim kiếm hiệp của chú ha. Mỗi một cái thế bonsai á, nó mang một cái ý nghĩa nhất định cho cuộc đời. Chú mới đây còn tiết lộ với Phú là chú phát triển thêm một trường phái mới là trường phái Nga. Kính thưa các bạn, Phú vừa vượt gần 1.000 cây số từ Bình Dương ra đây để gặp chú Thạnh, người được xem là ông vua bonsai ngược của Việt Nam. Bonsai ngược là gì? Các bạn hãy nhìn đây. Đây là cây gì chú Thạnh ha? Đây là cây cam nhật. Cây cam nhật đó mà các bạn thấy đó. Cái rễ của nó thì ở trên trời, còn cái thân, cái đột và những cái quả nó thì hướng về phía mặt đất đó. Các bạn thấy cái trường phái này nó khác so với bình thường của chúng ta không các bạn? Hầu hết người bình thường chúng ta khi trồng cây thì trồng xuôi, mà chú Thạnh nhà ta lại trồng ngược. Và cái điều đặc biệt là chú vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam là xác lập kỷ lục là người Việt sở hữu nhiều cây bonsai ngược nhất Việt Nam. Cụ thể là hiện nay trong cái vườn của chú là chú trồng bao nhiêu cây bonsai ngược chú? Hiện nay tại cái khu vườn này á, thì chú có khoảng 50 cây thôi. Dạ. Nhưng từ khi mà chú làm tới cây ngược cho tới bây giờ á, thì cũng phải khẳng định với nhau rằng là khoảng trên 100 cây. Dạ. Số còn lại đâu là chú tặng bạn bè anh em rồi. Nó nằm ở rất là nhiều nơi. Dạ. Dạ. Các bạn nhìn kỹ vô cái cây này các bạn thấy điều gì lạ không? Bình thường ha, là cái trái của nó là nó sẽ triểu xuống, nhưng mà ở đây có một số cái trái là nó dính lên luôn nè, nó dính lên luôn đó. Nghĩa là nó thắng luôn cái sức hút, cái trọng lực của trái đất mà nó dính lên, ẩn chìm trong cái hình thái này gọi là cái sức sống thì nó mạnh hơn cả cái sức hút đó. Bây giờ rất là nhiều khán giả có lẽ là đang quan tâm cái câu chuyện là vì sao mà chú không trồng xuôi như người bình thường mà chú trồng ngược như vậy chú. Thì bây giờ là trước khi chú sẽ giải thích thì Phú mời các bạn chúng ta xem lướt một vòng những cái tác phẩm bonsai ngược do chú Thạnh sống tại Tam Kỳ, Quảng Nam đang hàng ngày chăm sóc nha. Cây đây là cây gì chú ha? Cái này là đại phú gia. Đại phú gia hả? Các bạn thấy không? Nó dính lên không? Đó. Đây các bạn ha. Đút nó vô đây, có rễ nó ở trên đây. Rồi còn cái cây này ạ? Cây này gọi là hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai. Ồ, cái cây này có lẽ là cây lớn nhất trong cái vườn bonsai ngược quá ha. Ừ, thì nó cũng nằm trong cái nhóm mà là cây những cây đầu tiên cho chú làm bonsai ngược nó còn lại đây. Linh sam lá trung. Linh sam lá trung đó. Rồi bây giờ chú trả lời giúp cho bà con khán giả đang xem Độc Lạ Bình Dương ha. Vì sao mà thay vì trồng bonsai xuôi thì chú lại trồng ngược? Thưa tất cả các bạn, thì tôi chơi cây ngày xưa thì tôi làm công tác ở ngân hàng nông nghiệp. Yeah. Thì những khi mà trà dư tử hậu có thời gian rảnh thì yeah. mình chuyển qua mình chơi cây với cái bản tính là yêu thiên nhiên. Mình chơi cây thì lúc đầu thì chơi cây cũng như thiên hạ thôi, cũng chơi cây bình thường như thiên hạ, bonsai cái để ở nhà, cái để ở ngoài sân. Thì mình chơi cây thì mình chịu khó đọc rất là nhiều tài liệu, kể cả tài liệu nước ngoài rồi trên mạng vân vân, thì mình thấy là những cái tài liệu bonsai kinh điển người ta chép những dáng thế của cây cối từ thiên nhiên vào trong tác phẩm bằng những cái dáng thế cơ bản, trong đó hoành quyền siêu trực. Tức là cây thẳng tưng, rồi cây nghiêng nghiêng, yeah. cây ngang, rồi cây thắt đổ, yeah. Và cũng chỉ có vậy thôi, yeah. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng là ở đâu trời Âu, trời Mỹ nào mình không rõ, nhưng ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta thì là hang động rất là nhiều. Như yeah. ở quê tôi có hang động ở Ngũ Hành Sơn, yeah. thì vào trong hang động thì chúng ta mới thấy rằng là không chỉ là cây mọc xuôi mà có những cái cây ở trên nóc hang mọc xuống, yeah. nó mọc rất là tốt. Yeah. Thì tôi giật mình rằng là có lẽ là sách vở về bonsai á, họ nêu thiếu một cái dáng thế rất cơ bản mà phải khẳng định với nhau rồi, phổ biến ở ít nhất là ở Việt Nam chúng ta. Dạ, có xin lỗi. Tức là chú đang nói là cái phát tích đó của cái bonsai ngược là chú thấy là trong khi cái cây cảnh của thế giới là không có cái hình thái bonsai ngược này, nhưng mà chú nhìn trong hang động là cái có cây nó mọc, có rễ nó ngược lên trời, thân là xuống, từ đó là chú
mới sáng chế ra cái trường phái này. Như vậy là chú phát hiện nó ở trong hang động, rồi chú lập ra hẳn một cái lý luận về bonsai ngược luôn các bạn. Và chú phát triển cái trường phái này này giống như trong phim kiếm hiệp của chú ha. Tu luyện trong hang động ha. Dạ. Nhưng mà các bạn thấy cái điều kỳ lạ ha. Khi mà cái cây mà bị trồng ngược á, nó vẫn xanh tươi. Thì khán giả có lẽ là đang thắc mắc cái tại sao mình trồng như thế này, đất mà nó không bị rơi ra mà nó vẫn có sống nó xinh đẹp như thế này là chú phải có một cái kiểu chăm sóc gì đặc biệt chú ha? Thì cái thắc mắc này á, thì rất là nhiều người tiếp cận ban đầu với bonsai ngược á, thì đều thắc mắc là như vậy. Yeah. Người ta nghĩ rằng là như thế này thì đất đai nó rớt ra thì sao? Yeah. Nhưng không, giờ chúng ta phải hiểu với nhau rằng á, có những cái tình huống mà là mình can thiệp là cần thiết rồi, nhưng có rất là nhiều tình huống cây nó tự lo cho nó chứ mình không cần phải lo cho nó. Cây này cái tên gì chứ chú? Kim quýt. Kim quýt. Ừ. Dạ, nó kim tuổi quýt. Đời lâu chưa? Tuổi đời đích thực của nó thì cũng phải là 40-50 năm. Cái cây kim quýt nó lâu lâu lớn lắm, là cái nồi này là anh em chơi cây cảnh là biết. Cái nó lâu lớn lắm, nhưng mà là nó nằm trong cái chậu này của chú là hơn 10 năm. Hơn là 10 năm. Ừ. Dạ. Thì khoảng 15 năm, khoảng 2009 chú làm cây này. Vậy là 2009. Ừ. Bữa nay là 15 năm rồi. 15 năm là tuổi ngược á. 15 năm tuổi ngược. Còn tuổi đích thực của nó chú nghĩ là chắc khoảng 40-50 năm. Nhìn cái phần này. Cái này là đất luôn hả chú? Cái đó là ban đầu chú bê tông á, ban đầu mình làm ban đầu mà, chứ sau này chú không cần cái chút bê tông này, ví dụ như đây này không cần chút bê tông, ban đầu mình làm mình nghĩ là phải để giữ cho đất nó khỏi ra. Nhưng mà sau này chú nói nghe, những cái trường hợp này là chú chỉ cần lấy vải hoặc là xịt dừa chú nhát để cho nó giữ khỏi ra trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà sau đó thì chỗ nào trống là rễ nó tự mọc, nó che chỗ đó. Nó che chứ mình không cần phải che nữa. Thì như vậy là kể cái chuyện mà giữ đất á, là cây nó cũng tự lo cho nó luôn, mình không phải lo. Mình chỉ lo cho nó cái nền tảng ban đầu thôi. Nghe chú nói con cảm nhận như là cái cây nó có trí thông minh của nó. Đó, thì là tạo hóa tạo cho nó như thế là nó mới tồn tại cả hàng bao nhiêu triệu năm nay. Ví dụ như cây lục bừng này. Đó, chú không nhét cái gì hết. Không nhét gì hết. Lúc đầu á thì nó trống, nhưng mà sau á là rễ nó che cái. Yeah. Kinh bin bây giờ là đừng có nói chuyện là rớt đất ra nữa. Yeah. Các bạn thấy không, tức là ban đầu á là chú trúc ngược đó, nhưng mà theo cái trí thông minh, cái bản năng sinh tồn của loài cây ấy, thì nó vẫn vẫn ngược lên. Tức là cái sức hút, cái trọng lực á của trái đất là thua cái sức sống của bản thân cái cây. Nó hay đó. Khi mà vô ngược rồi á thì rễ á là nó mọc lên để nó lấy dinh dưỡng. Lá thì đang ấp thế này, nó phải ngửa ra để nó lấy ánh sáng trời. Cái ngọn ban đầu là chú xuống, bởi vì mình làm ngược một cái chú xuống tự nó sẽ cong lên. Nó cong lên nó theo chiều phát triển. Yeah. Tức là mình dù đặt cái cây trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nghiệt ngã nào thì nó vẫn có thể tìm cái đường để tồn tại. Đúng rồi. Yeah. Tồn tại, mà không chỉ tồn tại mà còn phát triển nữa. Mà đẹp nữa. Mà không chỉ phát triển mà còn đẹp nữa. Tạo những cái ích lợi nhất định cho cuộc đời. Yeah. Thì nghĩ xa rồi muốn cho con người mình cũng vậy thôi. Yeah. Rơi vào những hoàn cảnh khó khăn thì thôi ta bình tĩnh, ta cố gắng. Yeah. Cuối cùng cũng sẽ có con đường sống chứ. Yeah. Nhưng mà chú là gọi là chuyên gia gây khó cho cây ha. Chú đặt cây vào những cái tình thế nó ngặt nghèo nhất. Những cái tình thế mà không có trong gọi là lịch sử của các loại gián thế cây bonsai. Mà chú là đưa nó vào. Bởi vì hồi nãy chú có chia sẻ với Phú là trong các tài liệu về cây cảnh chơi cây của châu Âu á là không có một cái dáng này gọi là dáng gì đâu, chú sẽ đặt tên cho nó là dáng gì? Thì là bonsai ngược thôi. Bonsai ngược. Dạ. Đơn giản. Xưa giờ là người ta chỉ có dáng trực, dáng xuyên, dáng hoành, dáng quyền, chứ không có cái dáng ngược như thế này. Đây là được xem là chú được xem là giáo chủ của trường phái bonsai ngược, người sáng lập cái trường phái mới cho cây cảnh Việt Nam các bạn ha. Cách đây 2 năm trước á. 2 năm. Thì chú đã định hình rồi, bởi vì là 3 năm trước, tức là năm 2021 là tổ chức kỷ lục Việt Nam họ trao bằng kỷ lục cho chú rồi.
Nhưng mà ngay lúc đó là chú cảm thấy là chắc là mình phải viết một cái gì đó để khẳng định lại cái này. Lúc nãy chú nói á, chú đọc rất là nhiều sách. Thì sau đó thì chú bắt tay vô chú làm, thì là chú phát hành được một tập tài liệu về lý luận bonsai ngược. Xuất bản đàng hoàng nghe. Ghê xuất vậy? Bản đàng hoàng. Lý luận bonsai ngược. Những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Để chi? Thì mình nói vậy chứ có trẻ đến mấy thì cũng sẽ già, cũng sẽ tiêu thôi. Dạ. Nhưng mà mình để lại cho con cháu với lại cho những anh em những cái công phu mà mình bắt tay vô nghiên cứu á. Dạ. Nó còn lại có ích cho đời một chút. Dạ. Chứ không thì phí đi. Nghe giống như là một chủ nghĩa triết học mới vậy các bạn. Không có, không dám, chỉ là chơi thôi, chơi. Dạ. Thôi. Cái đó thành sách luôn hả chú? Thành sách đi, chú đi chơi, chú à, dạ, chú dạ. Tặng tặng Phú một quyển. Dạ. Đọc cho vui. Dạ. Để kỷ niệm. À, trong tất cả những cái dòng, những cái chậu này là chú thích nhất là tác phẩm nào chú? Mỗi cây nó có mỗi cái kỷ niệm riêng. Yeah. À, nhưng mà là cái cây lộc vừng này á, cây lộc vừng này á là nó đã từng ra hoa cho chú là 2 cái Tết rồi. À. Ồ, Tết chú treo nó vừa giữa giữa sảnh cái là ô trời ơi, nó ra bông là không ai là không ngỡ ngại. Yeah. Nói như thế này, bởi vì lộc vừng, cái loài lộc vừng nó thế này. Nó mà nếu mà mình làm được cái mặt bằng như thế này á, khi mà nó ra bông á là một lớp bông nó nằm dưới này. Đỏ chót dưới này đã lắm, nhìn nó thú vị. Nhưng mà cây lộc vừng này sở dĩ là chú yêu quý nó là do chú chiết mà thành, chứ không phải là mình mua cái cây về mình làm ngược. Mà chú chiết từ một cây lộc vừng lớn, cái là mình trồng trong chậu cho vui rồi. Yeah. Sau đó mình làm ngược nên là chính chú tạo nó từ cái mạng sống ban đầu, từ cái sự tồn tại ban đầu của nó là chú đã tạo nó ra rồi, sau đó thì làm ngược. Đẹp lắm lắm, lộc vừng ra bông là đẹp lắm lắm. Yeah. Để chút nữa chú đưa hình, đẹp lắm, hay lắm. À, chú diễn tả chứ có lẽ khán giả mà lần đầu mà xem chú ở trên Độc Lạ Bình Dương cũng không hình dung ra được cách mà chú trồng á, thì bây giờ ở đây chú có thể thì phạm thử thôi, cách mình bỏ vô một cái diễn tả sơ thì được thôi. Đây, ví dụ đây. Ví dụ như đây. Yeah. Mà bonsai thường ngược á là nó khác qua bonsai thường á, là mình phải treo nó lên. Dạ. À, phải treo nó lên. Do vậy mà chính cái treo nó lên á là mình phải chọn cái chậu, cái hũ, cái mà để nuôi sống nó á, thì cái dáng thế cho nó phù hợp với cái cây phôi và nó tạo được thẩm mỹ. À. À, mà thưa ở đây mấy con thấy là đây là phần lớn là hũ. Như hũ xưa, ví dụ như đây. Đây bây giờ cây này muốn làm ngược thì cái chậu phù hợp là chậu này là phù hợp đây. Yeah. Để làm nó chú lật lại. Yeah. À, chú lấy cái máy cắt á. Cắt. Đương nhiên á là trước khi cắt á là mình nghiên cứu cái gốc này. Yeah. Cái gốc này nó coi chút xíu thế này, cắt cái lỗ nó vừa phải thôi. Ví dụ đó, ví dụ vậy, mình cắt cái lỗ vậy. Rồi sau đó cái là mình rút nó ra. Mình bỏ nó vô, mình bỏ vô cái lỗ này. Yeah. Đương nhiên á, bỏ vô nó sẽ khó khăn một chút. À, nhưng mà mình cố gắng, mình ép, mình lấy đồ, mình cạy, mình nhặn nó xuống. Rồi, nó đã vô được rồi á, là thành công được 50% rồi đó. Thì sau đó mình mới lật lại. Mình khoan 2 cái lỗ ở đây, mình treo nó lên. Yeah. Treo nó lên thì dáng thế như thế này thì xấu quá. Yeah. Xấu quá thì mình mới tạo hình. Yeah. Uống cho nó cong lên, mình giúp nó mà. Yeah. Giúp nó không thì nó cũng tự cong, mất thời gian. Yeah. À, mình giúp nó cong lên, cong lên. À. Ừ, cong lên, cong lên. Cong lên thì nó sẽ như thế này, như thế này. Như thế này. Yeah. À, ít lâu sau á, lúc nãy chú nói á, những cái khoảng trống này thì lúc đầu á, nếu mình thấy có nguy cơ đổ đất ra á, thì mình lấy đồ mình nhét tạm đi để. Yeah. Cho nó khỏi đổ giai đoạn đầu. Yeah. Nhưng chỉ khoảng 3 đến 4 tháng sau á, là rễ nó đi qua lại. À. Lúc đó những cái đó là rễ nó đẩy đi rồi chứ không cần mình phải rút ra nữa. À, yeah. À, thì là không phải lo nữa. Yeah. Tự nó lo như thế này. Ví dụ đó. Đơn giản. Nghe chú cái... diễn tả vậy nhưng mà con thấy là cái khó cho nó là nếu mình làm như vậy thì đất nó rất là dễ rơi ra ngoài, thì mình khắc phục bằng cách nào chú nha? Chút ngược ra đất nó đổ ra thì mình làm sao? Thì lúc nãy chú nói đó. À, khi mà mình nhét nó vô như đây á thì mình phải tính trước cái chuyện đổ đất đó,
cái góc như thế này á thì mình khoét một cái lỗ nó tương đương méo vậy. Hoặc là nó to hơn xuống được. Đương nhiên mình khoét cái lỗ nó vừa vặn với cái cây á, thì khi mình nhét vô thì bầu đất xung quanh này thế nào mình cố gắng mình nhận đấy, mình có trước sau gì mình cũng đưa được toàn bộ cái này mình xuống. Có trám bằng cái gì không? Không trám gì hết đó. Mình đưa toàn bộ nó xuống xong rồi á, thì mình sụp xịt thử thì sụp xịt thì nó cứ ngắt, nó không bao giờ nó ra đâu. Mình là nếu nó có cái lỗ hở nào á, thì nó sợ nó trâu đất á, thì lúc nãy chú nói á, mình lấy sơ dừa hoặc là một cái một miếng vải gì đó mình nhét tạm vô đó đi. Nhét tạm vô đó đi rồi mình lật lên. Lật lên thì thế này, cái theo chiều trọng lực á, đất đa cái giá thể trọng này nè, mà khi mà mình tưới á, thì nó sẽ cái chỗ nào trống nó chui xuống lúc đầu thì nó cũng chảy ra thiệt. Nhưng mà là ít lâu sau là tự nó chen chút lẫn nhau. Nhưng mà cái quan trọng hơn là rễ nó phát triển á, nó đâm qua đâm lại nó cản được hết, cản thì là kiến bi. Bây giờ đừng có nói chuyện, không bao giờ có chuyện đổ đất ra nữa. Có nó ví dụ như mình trúng ngược như vậy thì có hạn chế cái sự phát triển của rễ không chú? Theo chú thì không. Chú thấy nó phát triển bình thường, bởi vì chú chơi cả xuôi lẫn ngược mà. Thì cái mức độ hoàn thành của một cây ngược với hoàn thành của một cây bonsai thường á, khi mà chế tác từ phôi á, thì chú thấy là nó thời gian nó bằng nhau. Nó tương tự với nhau. Do vậy mà chú khẳng định với nhau rằng á, là bộ rễ nó phát triển xuôi hay phát triển ngược như nhau. Thời gian á, phát triển như nhau. Không có khó khăn hơn nhiều. Có lẽ là phù hợp với những cái cây rễ chùm chú Hà, chứ còn rễ cọc thì nó hơi khó hiểu, cọc bởi vì nó phải đâm thẳng như thế này mà. Không, cái cọc đó, đâm thẳng đó. Đợt trước chú có một cái cây mít rễ cọc. Chú trồng con phui mà chú tặng bạn chú rồi. Chứ không có đây nữa. Chẳng hạn như cây mít đó. Vẫn sống được. Vẫn sống bình thường. Nó cây mít nếu mà mình trồng ở môi trường bình thường á, thì nó đâm thẳng xuống thật. Nhưng mà nó đâm thẳng xuống á, thì với cái điều kiện là đất ở đó nó đồng nhất, nó dễ đâm xuống. Nhưng mà nếu nó gặp đá thì sao, thì nó chạy qua bên. Thì bây giờ mình trồng ngược thế này á, là nó không có đâm thẳng lên mà nó chạy qua bên, chạy qua chạy lại. Mà chính cái chạy qua chạy lại nó là đúng ý đồ của mình. Nó vừa cản đất mà nó vừa giữ được cái thế cứng ngắc ở trong đó. Còn về cái chuyện mà ánh sáng, nhiều người họ lo là cây nó không đủ ánh sáng, thì chú thấy sao? Cây bonsai ngược á là rất thuận lợi về cái được hưởng ánh sáng đây. Bonsai ngược của chú treo đây. Ánh sáng trời vô tư, chứ còn ba cái thứ này dưới này đôi khi chịu thì nhiều nỗi thiệt thòi. Tức là chú phải thỉnh nó lên phải không? Thỉnh lên đủ sáng. Sáng vô tư. Thậm chí trên sân thượng nó nhiều, có khi sáng nhiều quá chú phải đưa vào trong cho nó bớt nắng đi. Còn nước thì như thế nào chú? Con thấy là nước ví dụ như mình chăm nó, mình tưới nó vô đó thì nước theo trọng lực nó đổ xuống hết như thế này thì nó có đủ vô cây không? Mà phải chế nhiều lần đúng không? Không cần phải nhiều lần. Thế này để chú nó nghe. Bonsai thường á, ví dụ như thế này mình tưới nước nó ha. Nước dư đương nhiên nó chảy ra rồi, nhưng mà nó còn đọng trong này á thì nó cũng thoát, nó cũng phải thoát theo dưới đáy. Mà anh em chơi bonsai thì sẽ biết tất cả các cái cây bonsai trồng chậu á đều phải lo cái lỗ thoát nước cho thật tốt. Đúng rồi. Phải đảm bảo một điều kiện thế này, khi tưới nước vô đầy ngập trong khoảng 5 đến 10 phút là nó phải thoát ra hết. Chứ trong khoảng 5-10 phút mà cây bonsai thường á không thoát nước hết thì cây đó một là yếu, hai là chết. Úng. Thì như vậy bonsai ngược thì cũng vậy, có sao đâu. Mình tưới vô nó vừa đủ cái độ bảo hòa của nó, cái dư nó chảy hết. Thì đó là nó không khác gì cái bonsai thường hết. Cho nên không phải lo nó úng mà cũng không có phải lo nó khô. Mình chỉ cần như cây của chú đây á, mùa nắng thế này á, thì chú tưới cũng chỉ mỗi ngày một lần thôi. Mấy hồi chú đi làm 5 giờ chiều về chú tưới đủ tiếng đồng hồ, tưới hết rồi. Buổi sáng không phải tưới nữa. Cây thường kể cả cây ngược đều tưới ngày lần thôi. Không khó. Ở tỉnh Quảng Nam á, thì ảnh là số 1 rồi. Còn cả nước thì mình cũng chưa rõ lắm, nhưng mà hiện tại thì đối với cái cây chơi cái bonsai ngược này đó cũng rất là độc lạ. Rất là độc lạ, và có thể nói là một trong những cái
cái trường phái mới đây, dạ. Bonsai mới, dạ. Mà tất cả những anh em trong hội cây cảnh của anh đó, dạ. Rất là thích, dạ. Và cũng không phải dễ gì làm được, dạ. Mỗi cái người nó có một cái tài năng, dạ. Cho nên là anh Thạnh thì vừa đi làm việc nhưng mà cũng đam mê cái này, dạ. Cho nên hiện tại là anh là cũng là cây đa cái đề của hội anh, dạ. Bản thân ảnh được luôn luôn bọn anh cứ cứ gọi là rất là tôn yeah, trọng, yeah. Bản thân anh là một kỷ lục gia, yeah. Của Việt Nam về cây bonsai ngược, yeah. Có thể nó rất là, yeah. Rất là, yeah. Hay, yeah. Có những cái điểm nó rất là sáng tạo, yeah. Thì cái mà theo chú thấy á, ví dụ như là khi mình ngắm một cái cây bonsai ngược á thì nó đem lại cho mình cái cảm xúc gì khác so với khi mình ngắm một cái cây bonsai xuôi? Theo mình thì cái xui thì nó cũng rất là nhiều rồi, yeah, cái gì nó cũng xui mà mình cũng thích xui chứ không, yeah. Thấy là thích ngược, yeah. Thế nhưng mà có những cái ngược nó cũng hay, yeah. Lâu lâu cũng có những cái anh nối ngược nó không, yeah. Ai có anh làm ngược nó không ai, yeah. Có những cái học tập trong đó, yeah. Nhưng mà ở đây nó có một cái triết lý rất là hay, yeah. Dù anh có bỏ tôi ngược xuống, yeah. Dù anh có để tôi là vào cái hoàn cảnh khó khăn nào, yeah. Nhưng mà với một cái cuộc sống cần phải vươn lên, cần phải giữ mình và tồn tại trong cái cuộc đời này, yeah. Thì anh phải vươn lên thôi, yeah. Như vậy chơi bonsai ngược nó dạy cho mình một cái là rất là kiên trì, yeah. Rất là bền bỉ, yeah. Và luôn luôn hướng đến những cái chân trời, phải không? Những, yeah. cái màu sắc, những cái gì đó mà có thể là giúp cho cái cây bonsai ngược nó sống được, yeah. Hay là bản thân mình nằm vô trong những hoàn cảnh nó khó khăn thì, yeah. Mình cứ nghĩ là cái cây bông ngược này, cây bonsai ngược này nó sống được, nó như vậy được, yeah. Và nó cũng tỏa bông được, nó cũng thấy ánh sáng mặt trời, nó vươn, yeah. Lên được và nó tìm đến cái thức ăn nó ăn được, yeah. Thì mình không có vấn đề gì cả, yeah. Đó, nó, yeah. Ghi lại cái dấu ấn trong cuộc đời như vậy, yeah. Và anh em bọn anh hai hội thảo cái chuyện này, yeah. Hội thảo luôn. Cảm ơn, dạ. Cái đêm cái chuyện ngược của anh, dạ. Ra, dạ. Nói chuyện cho vui, dạ. Nó cái bonsai ngược này nó xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam là ở đất Tam Kỳ, Quảng Nam nha các bạn, và người Quảng Nam thì người ta nổi tiếng ở cái tính là người ta hay lật ngược vấn đề, hay phản biện á đó, nên là nó cũng cái trường phái này nó cũng phản ánh cái gì đó của cái chất người Quảng Nam, tức là người Quảng Nam người ta luôn muốn là xới tung vấn đề, muốn lật ngược luôn, muốn phản biện, nó đi cho tới tận cùng của vấn đề đó, nên là đây là nó mang cái hồn vía của người Quảng. Dạ. Và từ khi mà cái bonsai ngược nó xuất hiện tại Việt Nam á, thì với vai trò là giống như là người dẫn đầu á, thì đi sâu chú Thành á, thì cũng có rất là nhiều người người ta họ thích cái chuyện mà lật ngược bonsai á, và ở Bắc này bây giờ ở Nam là khắp nơi là đã xuất hiện những giống như là những cái người thành viên trong cái trường phái này đó các bạn đó, và bản thân chú con nghe nói là chú cũng bắt đầu thử nghiệm cái bonsai ngược này phải không ạ? Chú được tiếp cận anh Thành mấy năm nay, yeah. Trước đây thì cũng biết làm việc với nhau biết, nhưng mà cái khi mà mình nghiên cứu, mình tìm hiểu về cái lạ của cái bonsai ngược này, yeah. Thì chú cũng về chú làm thử, và chú cũng học tập anh Thạnh, chú cũng làm được vài cây, yeah. Tất nhiên là cũng mới sơ khai thôi, nó, yeah. Cũng nhưng mà nó sống, yeah. Nó vẫn tìm ánh sáng nó lên, yeah. Đấy, và mình cũng có gỡ hồng vào đó một tí để mình cố gắng mình nuôi. Có một bạn ông chơi hai cái này thì mình cũng chơi cái ngược thử được đó, yeah. Đấy. mà được là, yeah. chắc được, yeah. Nhưng mà chú đã thử chơi rồi thì chú có thể chia sẻ với khán giả Độc Lạ Bình Dương là cái khó nhất khi mà chơi bonsai ngược là gì không ạ? Bây giờ cái tác phẩm của nó luôn luôn nó lên, nó hướng mặt trời nó lên, yeah. nó tìm ánh sáng ra, rồi nó bao giờ mọi cái cành cái nhánh này này các bạn thấy không, là nó luôn luôn nó ở đây này, Thế nhưng mà nếu giả sử mình tìm một cái phôi hay là mình tìm một cái cây, bây giờ nó đương lên này, yeah. Mà mình làm ngược lại đó, mình chốc ngược lại đó để mà huấn luyện để mà là lụng cho cái cây này, thì mình giúp cho cái cây này nó ngược ra lên lại, yeah. nó ngược lên lại, đó là rất là khó. Cái khó thứ nhất là nó là như vậy. Cái khó thứ hai là bây giờ cái gốc nó như thế, cái bình nó như vậy, nhưng mà làm sao mà bỏ nó vào, yeah. Và để nó vào được rồi nó tạo được cái thế, nhưng mà làm sao cho nó ăn nó sống, yeah. Đó cái nó khổ luyện, yeah. Của cái cây, và nó cũng khổ luyện của người mình, yeah. Nó có độc lạ như vậy đó, yeah.
Cây này nó xui quá thì nó chỉ khoảng 100 ngàn chú à, mà nó lật ngược thì nó 100 triệu. Nên là con người thắng nhau là cái ý tưởng. Dạ. Con hỏi thăm chú xíu là trước giờ có ai mà tới đây mà trả một cái giá cao cho những cái tác phẩm kiểu như thế này không ạ? Có. Dạ. Thậm chí là rất nhiều. Ồ, vậy hả? Bởi vì là nhiều người họ nghe, họ đến, họ mục sở thị những cái tác phẩm thế này. Như ngày hôm qua có một vị bác sĩ, cũng là chỗ anh em thôi. Thì bác sĩ này thì là quan hệ với gia đình từ lâu, thầy thuốc của bệnh nhân từ lâu. Dạ. Nhưng hôm nay chị mới tới để mà chiêm ngưỡng. Và hầu như là chị, cây nào chị cũng thích hết, chị cũng muốn giao lưu, chia sẻ với chị để mang về. Nhưng mà thật tình, ví dụ như những cái cây như thế này. Dạ. Là cây kia. Dạ. Là những cây mà đầu đời khi mà mình nảy ra cái ý định làm bonsai ngược á. Dạ. Đương nhiên bây giờ nó là những cây nhất vườn. Dạ. Thì mình cũng không muốn giao lưu những cây đó vì dạ. nó gắn liền với cái đời sống tinh thần của mình ngay từ những ngày đầu. Dạ. Còn lại thì mình cũng vẫn chia sẻ với anh em chứ không phải không. Dạ. Nhưng mà mình khẳng định với nhau một điều á, là cây bonsai nó có những cái giá, nó có những cái giá nhất định của nó. Yeah. Bonsai ngược thì nó càng phải có cái giá trị của nó. Yeah. Chứ nó hoàn toàn nó thiệt, nó không rẻ. Không rẻ. Nhưng mà anh em chơi cây với nhau thì thấy thì chuyện đó bình thường. Yeah. Nó vậy. Yeah. Nếu mà nó xui, nó bình thường, nó ngược một xíu thôi là các bạn là tự nhiên nó lên giá các bạn ha. Nên là cuộc đời chúng ta lâu lâu chúng ta cũng phải làm cái gì đó nó đi ngược đám đông thì nó mới vui. Bây giờ chú đã phát triển cái bonsai ngược này trở thành một cái trường phái triết lý rồi các bạn. Thì chú có thể tóm gọn ẩn chìm sau cái cách chơi bonsai ngược này là một cái thông điệp gì á chú? Thông điệp á? Dạ. Cuộc đời của chúng ta rơi vào khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên, có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn. Có những lúc là chúng ta rơi vào những hoàn cảnh rất là đặc biệt, thậm chí là tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng nếu chúng ta đủ quyết tâm, thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Mà chúng ta không, khi mà đã vượt qua rồi, không chỉ sống sống đâu, không chỉ tồn tại thôi, mà là đó là một sự tồn tại, một sự phát triển đẹp đẽ, mang lại lợi ích cho cuộc đời. Cái bonsai ngược nó vậy. Cái bài học ở đó là bài học nội lực các bạn ơi. Dù cho hoàn cảnh có đưa đẩy, có tríu ngoe như thế nào thì bằng cái nội lực của bạn thì các bạn cũng thể vươn lên sống đẹp. Ngoài cái trường phái ngược rồi á, ngoài cái trường phái ngược nha các bạn, Phú nhắc lại, ngoài cái trường phái ngược thì chú mới đây còn tiết lộ với Phú là chú phát triển thêm một trường phái mới là trường phái ngang. Ngang ngược. Nhưng mà hai cái này nó hợp lại thì nó hơi, cái từ nó hơi nhạy cảm xíu. Nhưng mà cái trường phái ngang này như thế nào thì chú chia sẻ gọn gọn với Độc Lạ Bình Dương xíu được không chú? Là chú chỉ luôn cái cây nào theo cái trường phái ngang. Rồi, đơn giản thôi. Là chú cầm chú chỉ luôn ha. Vâng, trường phái ngang thì thật ra thì đây là một ý tưởng. Tôi làm cũng được vài cây thành công rồi. Có cây đẹp lắm trên sân thượng. Nhưng mà đây, để anh em thấy cái cây này thì mà mới vừa chế tác lại. Đó, cái tượng của một con chó sứ, sành sứ thôi. Cây mà cây ngược á, thì mình đục cái đít chậu mình trồng lên. Nhưng cây xuôi á, thì mình đục ngang vậy, mình đút cây vô thì nó phát triển. Mà thậm chí là phát triển bây giờ đó, con chó đá nó rất là đẹp, nó một trong những cây đỉnh của vườn. Nhưng mà là vừa rồi thì tôi cắt nó đi để làm lại, cho nên nó đang nằm trong cái dáng thế là mình đang nó lình kình những cái phụ kiện á. Yeah. Có vài hình ảnh về nó và hình ảnh cái cây linh sam trên đó. Yeah. Là hồi chú đẩy vào cho rất là đẹp, nó dễ thương lắm. Yeah. Đây bonsai ngang của chú đây. Đâu? Đây. À. À, chú đục cái trụ này, chú đổ đầy đất, cái chú đục ngang, chú đút vô. Ô, chục năm nay nó ra bông. Đây là thấy cái dàn trái của nó là tưởng tượng nó ra bông thế nào. Là nó ra bông rực rỡ, mà thậm chí cái cây ngang này á là cùng họ với nó là mà mấy cây thường á là bông không bằng nó. Dạ. À, thì như vậy mình mới khẳng định với nhau một điều rằng á,
là nếu ta có quyết tâm thì dẫu có ngang, có ngược, có xuôi, có sẹo, có xéo chi đi nữa thì ta vẫn phải cũng sẽ được, sẽ sống và thậm chí là sống rất là tốt đẹp cho đời. Hay quá. Mình sẽ nghe của chú đó. mà chú có mấy cây chứ không phải là chỉ một cái này thôi. Ở dưới có một cây nữa, chú đục cái lưng của một cái con chó sứ. Chú đút cái cây vô, bây giờ nó phát triển rực rỡ. Đã ngược rồi, bây giờ phải ngang. Ngang ngược. Trong cái trường phái bonsai ấy, chú Thành ấy là con thấy con được biết là có thêm một cái là bonsai mà có dán ngang nữa đúng không chú? Còn cái trường phái của chú là phải đục từ cái thân đục từ cái thân chậu cho nó một ngang ra. Đục cái cây vô một ngang ra. Dạ. Chứ còn cái thế ngang của bonsai thường á là vẫn trồng như thế này. Đây thế ngang đây. Đúng rồi, đây thế ngang. Đây chính cái nhà cả nhà mình phân biệt ha. Đây là một cái thế ngang của thế ngang bonsai thường. Bonsai thường. Thế ngang bonsai thường là ngang bonsai thường. Thế ngang bonsai thường là gì? Là khi mà một cái cây á là nó mọc nằm ngang so với mặt đất, là thế ngang so với một cái cây bonsai thường. Cầm này vô. Đây là thế ngang bonsai thường là hoành á. Thế hoành đây. Thế hoành. Nó bay ngang vậy. Dạ. Đương nhiên nó cũng có những giá trị của nó rất là đẹp. Dạ. Phát triển cũng hay lắm. Nhưng cái trường phái mới ấy, trường phái mới của chú Thành là đục cái bụng nó mà đút cái cây vô. Yeah. Nó vẫn phải phát triển và phát triển rất là tốt. Nó đây, nó đây. Trường phái ngang ngược á. Ngang ngược. hơi sốc đời chút nhưng mà nó cũng vui. Dạ, nó lại hay, nó lại mang nhiều giá trị. Và điều đặc biệt là chú Thành là người đi đầu nữa. Ý tưởng của chú quá hay. Hàng ngày mình chăm sóc những cái cây cảnh này, chú Thành mình có mất nhiều thời gian không? Mấy lúc thì chú còn làm việc là thứ bảy chủ nhật chú nhà chú làm cây. Còn ngày thường thì 5 giờ chiều là như mùa nắng thế này, 5 giờ chiều chú tưới tới khoảng mất tiếng đồng hồ. Không mất nhiều thời gian. Thứ bảy chủ nhật là mình tập trung mình làm cây, mình uống thế rồi mình làm cái này cái kia. Là chừng đó thôi. Như con là giới trẻ, con cũng hay thắc mắc là vì sao là các cô chú lớn tuổi là thường hay cái chơi bonsai. Vậy thì khi mà chơi bonsai thì mình cảm nhận được như thế nào chú? Mình có thấy thoải mái hay thư giãn hay mình có hồi tưởng về những ký ức hay gì không ạ? Thì trước hết á, là chơi bonsai á, là nó hướng về thiên nhiên. Thiên nhiên. Hướng về thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Nhưng cái thứ nhì á, mà là điều đáng nói ở đây á, là cuộc đời. Cuộc đời. Tức là mỗi một cái thế bonsai á, nó mang một cái ý nghĩa nhất định cho cuộc đời. Trong một cái không gian bằng phẳng thế này, nương tựa nhau mà sống. Đây là tính là thế cụm rừng. Nương tựa nhau mà sống và vươn lên. Rồi trong những cái hoàn cảnh khác thì ta đứng thẳng là nó khó, do vậy ta phải nghiêng thế này, nghiêng thế này, nhưng mọi thứ đều phải vươn lên hết. Và cũng sẽ phát triển rực rỡ. Đó. Rồi trong những cái thế mà cuộc đời nó không cho phép. Đây, cuộc đời nó không cho phép ta đứng thẳng. Thì thôi thì ta đứng nghiêng. Nhưng đứng nghiêng nó cũng không ổn. Thì thôi ta cong mình xuống một chút, miễn sao mọi thứ đều tốt đẹp. Bonsai nó có những cái ý nghĩa như vậy. Mà cái đó là một sự hấp dẫn rất là lớn cho người chơi bonsai. Vậy. Đó là dáng thế là một hoàn cảnh. Đó là chưa nói, đó là nãy giờ mình nói rồi, bonsai ngược đó. Thế ngang thế ngược đó. Thì mỗi hoàn cảnh nào nếu ta quyết tâm, ta sẽ vượt qua. Mà thậm chí là không chỉ vượt qua mà là còn phát triển đẹp nữa kìa. Nói vậy. Khi mà chú trồng ngang rồi trồng ngược như vậy, có bạn bè rồi người thân của chú đôi khi giễu cợt chú không? Thì cũng có chứ. Thì cuộc đời mà. Nhưng mà là khi mà hiểu nhau rồi thì hầu như thì ai họ cũng đồng tình với mình cả. Và bởi vì mình có làm gì rắc rối cho ai đâu. Chỉ mang lại có ích cho đời thôi. Chứ cũng thực ra cũng chả có gì khó khăn cho ai hết. Con thấy là hiện nay á, mà theo chân chú là ở ngoài Bắc nè, trong Nam á, người ta đã bắt đầu trồng bonsai ngược nhiều rồi. Nhưng mà để hiểu thấu được cái triết lý của bonsai ngược á, như chú vừa trình bày là chắc nhiều người cũng bây giờ với vỡ ra. Con cũng biết là chú sáng tác rất là nhiều bài thơ liên quan tới cây cảnh. Thì chú có thể kết thúc livestream này bằng một vài cái câu thơ tặng cho khán giả Độc Lạ Bình Dương được không ạ?
được chưa? Dạ. Tôi vẫn biết yêu cây là đau khổ. Khi con thơ réo gọi bố xin tiền, cây ngoài vườn sâu bọ phá đào điên, mà trong ví chẳng còn xu dính tôi. Đã bao ngày trong cơn say đắm đuối, suốt đêm ngày tôi thơ thẩn bên cây, nhưng ở đâu kẻ trộm đã đến đây, chỉ một đêm chúng cuốn cây đi mất. Vì yêu cây tôi như người khuất tất, quyết lén ra vườn bất kể giữa đêm khuya, để ngắm nhìn rồi rung cảm sẽ chia, về loài cây chỉ nở đêm mới trổ. Vì yêu cây tôi bị người tráo trở, quyết chém càn cho tan vỡ mộng xanh, rồi đập ngàn để mọi thứ nó tan tành, khiến trung trinh phải hóa thành lỗ mô. Tôi vẫn biết yêu cây là đau khổ, thế mà sao tôi vẫn cứ mãi yêu. Thôi thì thôi, tuổi cũng đã xế chiều, trót lỡ rồi xin được yêu cho tới chết. Hay quá. Tình yêu cây nồng nàn luôn các bạn. Đây, nhằm vinh danh cái tình yêu cây, yêu người của cháu, con tặng chú một cái kỷ niệm chương của Độc Lạ Bình Dương nha. Ồ, chú cảm ơn Độc Lạ Bình Dương, cảm ơn anh em rất là nhiều. Một chút quà để chú mua phân bón cho mấy em cây. Ồ, tuyệt vời quá, chú thật tình chú rất là cảm động, chú rất là cảm ơn. Rồi, chúc chú sức khỏe ha, giữ mãi cái tình yêu cây và sự sáng tạo. Rồi, chú cảm ơn và chúc Độc Lạ Bình Dương ngày càng phát triển. Các bạn thân mến, Vũ Phú đang trong cái hành trình đi ra Hà Nội rồi lên Sơn La. Nếu có dọc cái tuyến đó các bạn có những cái câu chuyện độc lạ nào, mong các bạn nhắn về bay Độc Lạ Bình Dương nha. Cảm ơn các bạn, hy vọng các bạn chia sẻ để cho khán giả khắp nơi là biết được cái sự sáng tạo, cái thú chơi cây độc lạ của người Việt. Cảm ơn các bạn.